chào tất cả các bạn. Cuối năm các bạn ơi, hôm nay là ngày 23, đưa con táo về trời. Trong rồi còn lại có mấy anh em mà. Còn mình, cháu Bình Bo với anh Mừng. Mấy anh em đang giám trách nhiệm các bạn ơi. Cuối năm rồi. Còn một tấm lưới chưa giao được đó các bạn. Xe lưới luôn, chạy xe tải về mới giao được. Giờ ở xưởng làm còn có mấy anh em mà các bạn ơi. Là to lạnh nha các bạn, gắn cách nhiệt 10 ly. Bạn thấy đóng lưới đó không các bạn? 11 cuồng chuẩn bị lên chờ xe tải về đang lên đang đi giao các bạn. Ba Tết các bạn ơi, còn mấy anh em còn làm nha các bạn. Thôi mình xin dừng clip ở đây nha. Các bạn hãy đón xem những quy chế sau của mình nha các bạn. Bye bye các bạn.